Cô Trang xin chào tất cả các bậc phụ huynh và các con yêu mến. Xung quanh các con có rất nhiều các đồ vật có thể học được đấy. Hôm nay cô đã chuẩn bị cho các con rất nhiều đồ dùng, đồ vật quen thuộc. Vậy chúng mình cùng quan sát và nói thật to cho cô Trang biết đó là loại đồ dùng gì và có số lượng là bao nhiêu nhé. Cốc, khăn mặt, mũ, ba lô. Một cái cốc, một cái khăn mặt, một cái mũ, một cái ba lô. Con học rất là chăm chỉ nên cô Trang sẽ tặng cho các con một trò chơi đấy. Đó chính là trò chơi ai nhanh nhất. Các con nhìn này, trên màn hình có các mảnh ghép với các màu sắc khác nhau. Chúng mình hãy lật từng mảnh ghép và đoán xem có điều gì thú vị nhé. Đầu tiên cô sẽ lật mảnh ghép màu tím, rồi đến màu vàng. Các con đã đoán được chưa nào? Cô mở tiếp mảnh ghép màu xanh. Đến đây, một số bạn đã đoán ra được rồi đấy. Và 1, 2, 3, mảnh ghép cuối cùng mở ra. Wow, các bạn đã nhận ra là cái gì chưa? À đúng rồi, đó là một cái cốc. Chúc mừng các con đã trả lời đúng. Vừa rồi, các con vừa được làm quen với các đồ vật có số lượng là 1 đấy. Trong gia đình chúng mình có rất nhiều đồ vật. Và sau buổi học ngày hôm nay, mỗi bạn hãy lấy một đồ vật tặng cho ông bà và bố mẹ nhé. Bài học đến đây là hết rồi. Xin chào và hẹn gặp lại các con ở các buổi học tiếp theo.